Minh đường tử vi hoan hỷ chào đón các quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý ông tuổi Giáp Thìn về vận trình công danh, sự nghiệp tài lộc tình duyên, sức khỏe, sao hạn cũng như mọi khó khăn thuận lợi của quý ông trong năm Quý Mão 2023. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý ông tuổi Giáp Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý ông cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 là 60 tuổi âm lịch và 59 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Quý, chủ về bình hòa. Cuộc sống không quá vất vả có làm có ăn, công việc bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng đủ tiêu xài. Xét về địa chi Thìn gặp Mão, Lục hại, xấu, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, công việc dễ có sự thay đổi, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng. Xét về ngũ hành, quý ông tuổi Giáp Thìn mệnh Phúc đăng hỏa gặp năm Quý Mão, mệnh Kim Bạch Kim, hỏa khắc kim, xấu. Chủ về làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn. Tuy nhiên quý ông vẫn được mọi người giúp đỡ mà có được thành công nhất định. Sức khỏe giảm sút đáng kể. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy quý ông tuổi Giáp Thìn bước sang năm Quý Mão 2023. Chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn, hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay triển khai các dự án góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại sẽ gặp nhiều bất lợi. Cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2023 quý ông tuổi Giáp Thìn bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn chiếu mệnh chủ về bệnh tật nam nhân quan trường bất lợi bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu, trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp hạn thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giấu Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Vận niên năm 2023. Quý ông tuổi giáp thì năm này, gặp vận niên, hổ nhập nội nghĩa là hồ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy nếu rơi vào vận niên này thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, tốn nhiều công sức nên chờ đợi thời cơ sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn, về công ăn việc làm vẫn được ổn định, không có sự thay đổi với người vẫn còn tại chức. Còn nếu như quý ông đã về hưu, bản mệnh cũng có thể được an nhàn, thoải mái khi không còn phải vất vả chạy theo những ganh đua hay cạnh tranh về danh lợi quyền thế. Cuộc sống diễn ra tương đối bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, quý ông ở độ tuổi này nếu đang có dự định hợp tác làm ăn kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi năm nay đang gặp năm Mão Thìn, tương phá, chủ về khó khăn, vất vả, khó đạt kết quả như mong muốn. Nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ thua lỗ, thất bại với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn nên phát triển trên nền tảng cũ sẽ có nhiều thuận lợi, không nên tính tới chuyện mở rộng, hay là thay đổi nơi làm việc sẽ không tốt. Ngoài ra, sự tác động của sao vân hớn, cũng gây ra nhiều bất chắc trong mối quan hệ công tác, quý ông cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. Nhìn chung, quý ông tuổi giáp thìn trong năm quý mão 2023. Công việc không quá nhiều biến động, nhưng cũng không quá khởi sắc mọi thứ đạt ở mức ổn định, phù hợp với tuổi của quý ông trong giai đoạn này. Đặc biệt, trong năm 2023, thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Giáp Thìn, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý ông, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý ông có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, về cơ bản vận trình tài lộc ở mức bình bình, quý ông hãy cố gắng giữ nó ở vị trí ổn định. Nếu muốn đạt được nhiều thành quả hơn thì cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Quý ông có một năm tiền bạc trong năm đủ ăn đủ tiêu, không phải chật vật kiếm tiền nữa, nhờ các khoản tích góp từ trước tài khí không quá vượng, chớ nên tham lam, không thích hợp để xuất tiền làm ăn đầu tư kinh doanh bởi dễ gặp thất bại, nên biết vừa đủ, bằng lòng với những gì mình đang có, kẻo khoản tích góp cả đời lại đội nón ra đi. Những người làm kinh doanh, buôn bán, vẫn có lộc nhưng chỉ mang tính tiểu cát quý ông nên cải thiện bản thân, chịu khó, chăm chỉ làm việc, để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý ông có một năm tài lộc dũng dình. Quý ông cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý, để bảo toàn tài sản cá nhân, có được sự tích lũy, không bị thất thoát. Ở độ tuổi này quý ông nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong lĩnh vực tài chính, trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý ông tuổi Giáp Thìn cũng không được lý tưởng cho lắm gia đạo có nhiều chuyện không như ý các thành viên đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn không khí gia đình trở nên căng thẳng mất vui sự tác động của hung tinh hàm trì hoa cái làm cho mối quan hệ tình cảm của quý ông có sự giảm sút nghiêm trọng có thể là vì sự nghiệp hay bận rộn với công việc mà quý ông phớt lờ đi nửa kia của mình điều này khiến đối phương không hài lòng mối quan hệ giữa vợ chồng cũng dễ xuất hiện mâu thuẫn tranh chấp năm này quý ông tuổi giáp thìn nên cẩn thận trước sức mạnh của hung tinh và càng phải đề cao cảnh giác trong các vấn đề về gia đình đừng để sao hung tinh phá hoại hôn nhân và các mối nhân duyên của mình ngoài ra quý ông tuổi giáp thìn cũng nên chú ý kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân tránh thái độ nóng nảy rồi nạn nộ con cháu bạn đời khiến đối phương sinh lòng bất mãn không nghe lời những lời khuyên giải nhẹ nhàng và những lời động viên chia sẻ cùng nữa kia sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc giữ gìn tình cảm gia đình Xét về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023. Theo tử vi cho thấy, quý ông tuổi Giáp Thìn, trong năm quý mão 2023, về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh bệnh phù, kiếp sát, sự tác động của hạn thiên la, làm cho sức khỏe của quý ông không được tốt, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, thậm chí mắc các bệnh kỳ quái chữa trị không khỏi trong năm có bạch hổ hung tinh rình rập cảnh báo cho quý ông tuổi giáp thìn cần chú ý việc đi lại tham gia giao thông đề phòng họa huyết quang các dạng tai nạn như tai nạn xe cộ leo cây hoặc bị vật nhọn đâm phải và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra ngoài ra quý ông tuổi giáp thìn cũng cần chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch huyết áp nhất là vào các tháng 3, tháng 5 và tháng 6 âm lịch đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia thuốc lá những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu quý ông cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện tình trạng bệnh tật và chữa trị sớm đừng vì quá tham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình để nâng cao sức đề kháng quý ông tuổi giáp thìn cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống làm việc và nghỉ ngơi khoa học việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho quý ông ở độ tuổi này đặc biệt thầy gia cát khuyên các quý ông tuổi giáp thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023 số của quý ông tuổi giáp thìn, hợp với, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Quý ông cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi giáp thìn giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi giáp thìn. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi giáp thìn, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Giáp Thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, năm mạng. Điều này được lý giải như sau. Quý ông tuổi Giáp Thìn có mệnh là, Phúc Đăng Hòa, gặp tuổi kỷ dậu, mệnh là, Đại Trạch Thổ, Tương Sinh, rất tốt thiên can, giáp gặp kỷ, tương sinh, rất tốt. Địa chi, thìn gặp dậu, lục hợp, tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi giáp thìn, năm mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, kỷ mùi 1979, để sông đất. Quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023, có phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch tuổi không? Tam Tai năm 2023, quý ông tuổi giáp thìn, gặp tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Năm này là năm mão, quý ông sẽ phạm tam tai năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023. Trong năm này quý ông tuổi giáp thìn sẽ phạm hoang ốc, lục hoang ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công. Công danh sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu năm 2023. Quý ông tuổi giáp thìn, phạm kim lâu tử nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dậy. Thái tuế năm 2023. Quý ông tuổi giáp thìn phạm, hại thái tuế, nên hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý ông vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm Quý Mão 2023 là trạch quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý ông không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại vào năm này. Trong năm Quý Mão 2023 quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 cần đặc biệt chú ý tới hạn Thiên La và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của Hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm Quý Mão 2023. Nhắc đến Hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn song đó cần bình tâm dưỡng tính tâm trạng hay bất an lo lắng buồn giàu tình cảm thiên la được xem là lưới trời gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách gia đình ly tán tâm lý khi gặp thiên la tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn suy nhược cơ thể hay lo lắng buồn giàu song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm Quý Mão 2023. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, quý ông tuổi Giáp Thìn cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn thứ nhất sức khỏe khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái mặc dù điều trị tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chế độ ăn uống hợp lý sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thuốc lá thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hòa chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thứ ba tâm lý để cải thiện vấn đề này khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023, bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Sự tác động của sao Vân Hớn đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, trong năm 2023. Sao Vân Hớn, hay Vân Hán, là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh hơn nữa chỉ cần biết cách đề phòng hóa giải tất sẽ tránh được tai ương mọi sự đều tai qua nạn khỏi từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao sao vân hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn theo các chuyên gia phong thủy thời gian cúng giải hạn sao vân hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên sao chiếu sáng tròn nhất Ngày sau Vân Hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch. Mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý ông tuổi Giáp Thìn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, vui xuân, đoàn tụ bên gia đình. Quý ông nên cẩn thận về sức khỏe để không chuyển biến xấu. Tháng đầu năm mới, quý ông khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân, chú ý về chế độ ăn uống, điều khiển phương tiện giao thông để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Bước sang tháng 2 âm lịch, quý ông tuổi giáp thìn gặp nhiều áp lực, công việc không tốt cho lắm, ở độ tuổi này quý ông cần khiêm tốn, không nên quá phô trương thể hiện mình, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với những người làm công ăn lương, càng muốn chứng tỏa mình, thì khả năng thất bại là càng cao. Trong tháng cần đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân, liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của quý ông. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng này, do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tinh thần không tốt, dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần, với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, tháng này là tháng Thìn, tháng thái tuế án ngữ, cho nên về phương diện tình cảm của quý ông không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích Quý ông nên biết cách kiềm chế bản tính nóng này của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Ngoài ra quý ông tuổi giáp thìn cũng nên điều chỉnh lại bản thân, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý ông tuổi Giáp Thìn lại có được sự bình ổn trong vận trình của mình sự nghiệp tương đối ổn định nhờ có được các tinh thái dương soi chiếu, công việc cơ bản được thuận lợi, không có bất chắc gì xảy ra. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một tháng tương đối tốt lành, hàng hóa bán ra tới tấp, khách hàng nườm nượp ra vào, quý ông cũng nên siêng năng, chăm chỉ hơn, để tranh thủ tích góp tài lộc cho mình hơn nữa. Nhưng, sức khỏe của quý ông tháng này lại không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý ông tuổi Giáp Thìn có vận trình không mấy khả quan, việc kinh doanh buôn bán dễ có sự xa sút đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, quý ông cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 6 âm lịch, công việc của quý ông Giáp Thìn có phần chững lại. Quý ông đang chịu tác động của cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, sẽ gây nhiều cản trở cho công việc kinh doanh, buôn bán, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có người làm ở văn phòng thì công việc cũng không mấy thuận lợi tiểu nhân quấy phá cấp trên nhắc nhở quý ông cần phải điều chỉnh lại bản thân nên tập trung hơn cho công việc của mình về sức khỏe trong tháng cũng gặp họa huyết quang tai nạn bất ngờ có thể sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác cẩn thận với những vật xác nhọn như dao kéo kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay thận trọng khi đi đường hạn chế đến những nơi nguy hiểm những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý ông tuổi Giáp Thìn, lại đang có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, lưu hà, trợ mệnh, giúp cho quý ông có nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp của mình. Tháng này là tháng canh thân, quý ông đang có được bao bọc bởi ngũ hành tam hợp thân tí thìn, trợ mệnh, cho nên công việc có được sự hanh thông thuận lợi quý ông cũng rất may mắn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn khúc mắc mà mình đang gặp phải, cũng như là có những định hướng thích hợp cho tương lai của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp dù có bận rộn nhưng quý ông bỏ ra bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu thành quả cho mình. Sức khỏe cơ bản ổn định. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 Bước sang tháng 8 âm lịch, quý ông tuổi Giáp Thìn có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tháng này. Với kinh nghiệm trong xử lý công việc đạt hiệu quả tốt, quý ông được mọi người nể trọng, cấp trên đánh giá cao. Tháng này quý ông nên tập trung phát triển hơn nữa công việc hay sự nghiệp của mình trên nền tảng cũ, hoặc những công việc đã quen thuộc sẽ thu được thành quả lớn lao. Tháng này tài lộc tương đối tốt nhưng quý ông cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không cũng rất dễ hao tài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tài vận của quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng 9 âm lịch này lại không được mấy khả quan. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, quý ông thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt đây là tháng tuất tháng xung của tuổi buồn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Tháng này cũng không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại, nếu không rất dễ gặp phải những rắc rối. Tử vi khuyên quý ông tuổi giáp thìn, hãy luôn biết giữ mình trong mọi việc sẽ tốt hơn, tránh gieo gió gặp bão, khơi mào sự việc, sẽ không có lợi. Ngoài ra quý ông trong tháng này cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ té ngã, đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Về vận trình của quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 lại tương đối lạc quan, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc cũng tương đối dễ dàng, quý ông có nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân. Về tình cảm trong tháng này rất tốt. Các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý ông có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Điều này cũng sẽ giúp cho quý ông hàn gắn những xích mích trong mối quan hệ tình cảm với nữa kia của mình. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút nhưng lợi nhuận thu về không ít khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 khối lượng công việc của quý ông tuổi giáp thìn trong tháng này tăng lên đáng kể người làm công ăn lương dù gặp không ít áp lực nhưng công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát quý ông cứ thế phát huy dần về cuối năm các hung tinh bị suy yếu cho nên vận trình của quý ông có được sự chuyển biến tích cực người làm công việc kinh doanh buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý ông cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính, cũng có được sự tích lũy tiền bạc một cách đáng kể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý ông tuổi Giáp Thìn không còn duy trì được như tháng trước cục diện ngủ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi tác động gây ra nhiều rối rắm thời điểm cuối năm đang đến gần chắc chắn quý ông sẽ trở nên bận rộn hơn công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn thậm chí quý ông phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà điều này gây ra nhiều áp lực cho quý ông đây là tháng cuối cùng của năm quý ông cần phải chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó để không ảnh hưởng tới vận trình tổ thể cả năm khi gặp khó khăn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người kẻo lại bị cấp trên nhắc nhở Việc kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng tương đối vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít tạo động lực cho quý ông cố gắng hơn nữa. Tháng này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao quý ông nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Nhìn chung tháng cuối cùng của năm Quý Mão, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn tương đối bận rộn, áp lực và tài lộc cũng không ít nguồn thu, nhiều người sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ hậu hĩnh, cũng giúp cho quý ông đón Tết chung vui bên gia đình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý ông có một năm may mắn, hạnh phúc bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.